SEA Games 32, nơi ông Trucci đập tan nghi ngờ. Huấn luyện viên Philip Trucci cần phải chứng minh năng lực của mình bằng việc giúp U22 Việt Nam giành kết quả tốt nhất tại SEA Games 32. Sau thời gian ráo riết rèn binh, đoàn quân huấn luyện viên Philip Trucci cuối cùng đã có mặt tại Campuchia để bắt đầu hành trình giành tấm huy chương vàng thứ 3 liên tiếp tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, SEA Games. Sức nóng 40 độ của buổi chiều tại Phnom Penh giống như áp lực phần nào đang đè nặng lên đôi vai của các cầu thủ và cả chiến lược người Pháp. Bởi lẽ, sau những gì diễn ra, đang có không ít nghi ngờ hướng về vị phù thủy trắng trên con đường chèo lái những chiến binh sao vàng. Sự nghi ngờ của người hâm mộ là điều dễ hiểu khi mà U22 Việt Nam đã có những trận giao hữu đầy thất vọng. Quốc Văn Khang cùng đồng đội để thua 5/6 trận trước thềm SEA Games 32, trong đó có 5 thất bại liên tiếp. Bên cạnh kết quả, cách vận hành lối chơi, sự phù hợp trong triết lý của huấn luyện viên Trucci, năng lực của các cầu thủ cũng là dấu chấm hỏi lớn với các cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam. Những trận đấu sắp tới sẽ là lúc mà ông thầy 68 tuổi cần chứng minh nhiều điều. Đầu tiên, hãy nói về lối chơi mà huấn luyện viên Philip Trucci đang xây dựng cho các học trò. Đó là phong cách thi đấu kiểm soát, tấn công chủ động, áp sát, pressing tổng lực khác xa những gì mà người tiền nhiệm Park Hang-seo đã làm với các đội tuyển Việt Nam. Vì phù thủy trắng phải chứng minh đây là chiến thuật phù hợp với những chiến binh sao vàng và những gì đã diễn ra suốt các trận giao hữu chỉ là sự thử nghiệm. Có như thế, bóng đá Việt Nam mới dám tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia đã từng dự World Cup 2002. Để tạo ra một lối chơi hiệu quả, huấn luyện viên Philip Trucci cần phải tìm cách kết nối các nhân tố, biến họ thành một tập thể thống nhất, đồng thời phát huy những điểm mạnh của từng cá nhân, giúp họ tỏa sáng rực rỡ. Có như vậy, U22 Việt Nam mới dám hy vọng sẽ đạt được mục đích sau cùng tại SEA Games 32. Và tất nhiên, dẫu cho có đạt được những thứ vừa kể ở trên thì kết quả ở các màn đọ sức vẫn là điều quan trọng nhất. Đoàn quân huấn luyện viên Philip Trucci cần chứng minh tất cả những trận giao hữu vừa qua chỉ là sự tập dượt và U22 Việt Nam sẽ vượt qua mọi đối thủ để giành tấm huy chương vàng. Đó chính là lời khẳng định đanh thép và chính xác nhất của nhà cầm quân người Pháp về nghi ngờ đang diễn ra. Huấn luyện viên Philip Trucci cần chứng minh năng lực tại SEA Games 32. Còn nhớ, khi mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng các đội tuyển Việt Nam, ông Trucci đã mạnh dạn tuyên bố sẽ giúp cho bóng đá tại giải đất hình chữ S tham dự World Cup. Giờ đây, điều người hâm mộ muốn thấy là kết quả trước mắt ở đấu trường khu vực. Nó sẽ là hạt giống đầu tiên gieo nên niềm tin tưởng rằng những gì mà vị phù thủy trắng đã phát biểu không phải là lời nói suông. Khi đó, bóng đá Việt Nam mới có thể hy vọng vào một tương lai xa hơn. Người hâm mộ đang chờ đợi huấn luyện viên Philip Trucci đập tan mọi nghi ngờ trong những ngày tới.